Một cháu bé lên cơn sốt cao, co giật nguy cấp trên đường, người mẹ hoảng loạn, vô vọng giữa dòng người qua lại. Rất may, có hai cán bộ chiến sĩ công an đang đi tuần tra, đã nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời. Đó là câu chuyện diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong căn nhà 93 Trần Quý Cáp, phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, hai mẹ con chị Tôn Nữ Thanh Loan đang vui đùa hạnh phúc bên nhau. Tết Canh Tí vừa qua, gia đình chị Loan tràn ngập niềm vui vì trước Tết mấy hôm, cậu con trai út Đoàn Tiến Phát của chị đã may mắn thoát qua được cơn nguy kịch. Thì cháu ở nhà là cháu bị sốt rồi. Nhưng mà khi đến trưa đưa cháu đi khám thì trên quá trình đang đi trên đường vậy á, thì cháu nó sốt cao, ngất giữa đường. Lúc đó thì quýu quá rồi cũng không biết làm gì thì la lên, thì có trên đường thì có hai đồng chí của công an. Thì hai đồng chí đã thấy và đã quay lại. Hai đồng chí đã đưa con của tôi đi đến bệnh viện Thiện Hạnh để cấp cứu. Kiểu trong quá trình mà đưa cháu từ trên đường lên tới bệnh viện thì cháu lên cơn co giật á. Mấy anh đút cái tay vô trong miệng cháu là răng, lên tới nơi là anh xè cái ngón tay ra thì cái ngón tay anh sưng lâm thâm vô vậy đó. Lên tới nơi thì cháu đã được các bác sĩ thăm khám và lúc đó là không biết còn biết gì nữa rồi, tím tái người rồi. Lúc đó là đo bác sĩ đo nhiệt độ là 40 độ, sốt rất là cao. Một lúc đó thì nói thì em quýu rồi. Lên đưa vô cho đi cấp cứu này kia là vô là bắt đầu một anh ở đó, một anh quay ra đi tìm mẹ để cho mẹ yên tâm. Dạ, vô tới nơi thì khi mà cháu ổn định rồi thì hai anh mới đi. Thì về rồi vậy em mới cảm ơn thì cũng chẳng biết cảm ơn ai, tại vì không biết tên tuổi của mấy anh đó là ai hết. Chỉ biết được là hai anh đó mặc cái quân phục thôi, mình biết được là hai anh đó là ở trong đội trật tự của công an tỉnh hỏi thăm thì như vậy, thì mình viết cái đơn lên mình cảm ơn vậy thôi. Nhờ cái sự nhiệt tình của mấy anh đó mà ví dụ như cứu được như là cháu đấy. Ví dụ như không có mấy anh đó thì giờ này chắc là gia đình bây giờ chắc cũng đang buồn lắm, chứ không được mà ngồi mà trò chuyện như là với thế này đâu. Chúng tôi đến đội cảnh sát trật tự, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Đắk Lắk hỏi thăm thì biết tên của hai đồng chí đã giúp cho hai mẹ con chị Loan, đó là Thượng úy Trần Bình Phương và Trung úy Trà Tiến Dũng. Khi chúng tôi đi qua tuyến đường ngã tư tại Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Đình Chiểu thì thấy một cháu bé là lên cơn co giật và ngã xuống xe. Lúc đó tôi chỉ có cái suy nghĩ là làm sao để kịp thời, nhanh chóng để cứu giúp được đứa bé để qua cơn nguy kịch. Khi đưa cháu bé lên bệnh viện thì cháu bé đã được các bác sĩ là vô cứu giúp nên là cháu bé đã qua được cơn nguy kịch. Sau khi cháu bé đã qua cơn nguy kịch thì chúng tôi rất là vui mừng. Cảm động trước việc làm của hai đồng chí cảnh sát trật tự, vừa qua gia đình chị Loan đã viết thư cảm ơn chân tình gửi lên cho giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk.